giám sát, phản biện xã hội là một hoạt động cơ bản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội. Qua triển khai thực hiện quyết định 217-218 của Bộ Chính trị khóa 11, công tác giám sát, phản biện xã hội đã có bước tiến lớn, góp phần quan trọng trong xây dựng chỉnh đốn đảng, bảo vệ thể chế chính trị và thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Triển khai thực hiện quyết định 217-218 từ năm 2020 đến nay, Mặt trận Tổ quốc huyện Hòa Vang và các tổ chức chính trị xã hội đã triển khai giám sát 19 chuyên đề với 97 cuộc đối với 62 cơ quan đơn vị. Đặc biệt thường xuyên giám sát các vấn đề về hoạt động của đại biểu dân cử, công tác giải phóng mặt bằng, về đầu tư công, xây dựng nông thôn mới, phòng chống dịch COVID-19. Vai trò phản biện cũng được thể hiện rõ nét đối với các vấn đề lớn trong phát triển kinh tế xã hội địa phương. Thông qua cái việc giám sát phản biện thì về phía đảng mà chúng tôi tiếp thu để có những cái nghị quyết, chủ trương nó sát với thực tiễn, nó phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Đặc biệt đối với Hòa Vang chúng tôi thì đang có điều kiện là cái đô thị hóa nó diễn ra trên địa bàn nó nhanh như vậy. Công tác giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội ca cấp là rất quan trọng. Chính vì vậy, Thành ủy Đà Nẵng luôn đề cao, coi trọng và phát huy vai trò giám sát phản biện xã hội trên các lĩnh vực, theo hướng đổi mới phương pháp cách làm. Trong điều kiện thành phố thí điểm mô hình chính quyền đô thị thì vấn đề này càng được coi trọng. 6 quận với 45 phường thì hiện nay là không tổ chức mô hình hội đồng nhân dân, cho nên những vấn đề về đảm bảo phát huy dân chủ, những vấn đề về lấy ý kiến của cử tri và nhân dân và nhiều vấn đề khác, kể cả vấn đề giám sát và phản biện xã hội thì nó có những cái tính chất khác biệt so với những cái mô hình chính quyền thông thường khác. Với những kết quả đạt được trong hoạt động giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thành phố cũng đã góp phần quan trọng xây dựng và củng cố sự đoàn kết thống nhất trong hệ thống chính trị, đồng thuận trong xã hội, làm sâu sắc hơn mối quan hệ máu thịt giữa đảng và nhân dân và phương châm của thành phố Đà Nẵng, đó là đảng nói, dân tin, mặt trận đoàn thể vận động thì dân theo và chính quyền làm thì dân ủng hộ. Từ thực tiễn triển khai, nhiều bài học về công tác giám sát phản biện xã hội đã được rút ra. Trong đó, phải đặt trong quá trình dân chủ hóa xã hội có lộ trình, với bước đi thích hợp dưới sự lãnh đạo của đảng, thông qua sự quản lý của nhà nước và phát huy tính tích cực của quần chúng nhân dân. Đồng thời, sự quyết tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội sẽ quyết định chất lượng, hiệu quả. Theo luật thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thì những quyền cơ bản của hiến pháp phải được thể chế hóa bằng luật. Thế thì bây giờ phải có luật giám sát của nhân dân chứ. Thế là về mặt như vậy là thể chế chính trị thì đảng nói rồi, còn lại thể chế về mặt pháp luật ấy, thì hiến pháp quy định rồi, thì bây giờ anh phải thể chế. Cái thứ hai là bây giờ như vậy cái giám sát phản biện nó là một cái công tác hết sức quan trọng, tập trung của mặt trận hiện nay, thì như vậy phải có một cái luật giám sát phản biện. Sau những chuyển biến bước đầu tích cực, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện đang tiến hành các bước theo quy định để xây dựng và trình Ban Bí thư Trung ương Đảng có chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám sát phản biện xã hội.